Chào các bạn, hôm nay là ngày chủ nhật, mình rảnh rỗi nên mình mới lên công ty mình review, mình đánh giá nhanh 6 dòng xe về giá cả cho mọi người. Mọi người theo mình, tháng 3 thì tất cả các dòng xe Honda đang có chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ cho mọi người về một số dòng cơ bản được trưng bày tại showroom. Thì kế bên mình đây đó là chiếc HRVL bạc. Thì HRV hiện tại là đang có hai phiên bản, bản G và bản L. Bản G thì giá niêm yết là 786 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 889 triệu. Còn bản L, như bản L này thì là 866 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 977 triệu. Thì các màu có thể giao ngay trong tháng là màu bạc, màu đen và màu đỏ. Ba màu này có thể giao ngay trong tháng cho các anh chị. Thì bản L nó sẽ có một số điểm khác biệt so với bản G. Là về ngoại thất thì mọi người có thể thấy là về bộ đèn. Kế đến đó là cửa sổ trời. Và nội thất bên trong xe thì sẽ khác nhau về là trang bị ghế da hay ghế nỉ giữa hai bản. Và túi khí, và số loa và một số trang bị tiện ích ở trong xe. Và chiếc xe thứ hai mà mình đang muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là City. Thì chiếc City này thì nó khá quen thuộc với mọi người rồi. Thì chiếc City hiện tại mình đang đứng kế bên đó là City bản cao nhất, City L, cũng có người gọi là City Top. Thì City thì gồm có 3 phiên bản E, G và L, là từ thấp đến cao. Với giá lần lượt đó là bản E 529 triệu, bản G 559 triệu và bản L là 599 triệu. Khi và giá lăn bánh của từng bản thì bản E đó là 606 triệu tại thành phố Hồ Chí Minh, bản G là 640 triệu và bản L là 684 triệu chưa tính khuyến mãi. Thì hiện tại là về màu thì là đủ màu để giao cho những ai đang muốn lấy xe ngay trong tháng. Thì về điểm khác biệt giữa cái bản L này với những bản còn lại thì xét về ngoại thất thì cũng để ý đến bộ đèn LED. Kế đến đó là trong nội thất, ghế da hoặc nị thì nó được trang bị khác nhau giữa ba bản, và một số tiện ích trong xe nữa như là về loa, rồi về túi khí, rồi về điều chỉnh điều hòa. Và dòng xe thứ ba mà mình đang muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là dòng Civic, dòng sedan hạng C đang rất là hot hiện tại. Và khuyến mãi cái dòng này cũng đang rất là hot luôn. Thì kế bên mình đó là Civic E. Civic E. Thì Civic bao gồm 3 phiên bản E, G và L, với giá lần lượt bản E. Bản E Civic đó là 729 triệu lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 826 triệu. Và bản G giá niêm yết là 789 triệu, lăn bánh là 892 triệu. Còn bản cao cấp nữa là RS thì nó được trang bị bộ động cơ khác là 1.5 turbo thì giá nó niêm yết là 929 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh đó là 1 tỷ 046 triệu. Về màu thì cả ba bạn này đều đủ màu để giao cho những ai đang muốn lấy xe liền trong tháng. À, kế bên mình thì chiếc Civic E này nó có một số trang bị khác biệt so với những cái bản cao cấp hơn. Thứ nhất là cũng về bộ đèn. Cái thứ hai là về bộ mâm. Và đèn tích hợp báo rẽ trên gương chiếu hậu là khác nhau. Và trong nội thất cũng vậy, sẽ khác nhau về trang bị ghế nị hoặc là ghế da và một số tính năng quan trọng về giải trí, loa hay là an toàn, rồi túi khí. Chiếc xe thứ tư mà mình đang muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là Brio. Thì kế bên mình đây là Brio phiên bản G. Hiện tại thì Brio đang có hai phiên bản, bản G và RS. Thì bản G giá niêm yết là 418 triệu và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 484 triệu. Còn bản RS là 448 triệu, lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 517 triệu. Thì sự khác biệt giữa hai phiên bản này đó là mình có thể để ý vô mặt ga lăng và bộ mâm và mình sẽ thấy nó khác biệt liền. Về màu sắc thì hiện tại trong tháng là bên đại lý có đủ màu để giao cho mọi người. Và dòng xe thứ năm mà mình đang muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là
không ai khác, đó là Accord. Accord 2019 mới được ra mắt vào cuối năm 2019, chỉ với một phiên bản duy nhất 1.5 có turbo tăng áp cho công suất là 188 mã lực. Thì ở phiên bản này có giá niêm yết là 1.319.000.000 và lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.475.000.000. Về màu sắc thì hiện tại phiên bản Accord này gồm có 3 màu giao ngay trong tháng: bạc, đen và trắng. Và dòng xe cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là CRV. CRV hiện tại mình đang đứng kế với chiếc CRV-L màu bạc, trông nó rất là hầm hố, kiểu dáng rất là thể thao. Thì CRV này gồm có 3 phiên bản hiện tại đang được bán tại Việt Nam, đó là bản E, G và L, với giá là niêm yết và lăn bánh lần lượt đó là CRV-E giá 983 triệu, lăn bánh tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh đó là 1.106.000.000, bản G là 1.023.000.000, lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh là 1.150.000.000 và bản cao cấp nhất là bản L đây thì là lăn bánh 1.227.000.000. Thì về màu thì CRV sẽ có những cái màu có thể giao ngay trong tháng, đó là màu trắng, màu đen, màu bạc và màu đỏ. Thì sự khác biệt giữa ba phiên bản này thì cái thứ nhất về ngoại thất thì mình có thể nhìn vô là mình thấy về bộ đèn chắc chắn rồi. Và tiếp theo đó là cửa sổ trời. Và nội thất bên trong xe thì sẽ có thay đổi một số điểm nhỏ. Ví dụ như bản E sẽ trang bị bộ ghế da màu be, tức là cái màu bên trong xe nó rất là sáng. Cả ba dòng này đều được trang bị động cơ 1.5 turbo tăng áp, sản sinh công suất là 188 mã lực. Và cuối cùng là phần hấp dẫn nhất, về chương trình khuyến mãi trên từng dòng xe. Thì về từng dòng xe thì mình sẽ không tiện để công bố trên video này, nhưng mà mọi người có thể liên hệ vào số 0933 509191. Thì lúc đó các bạn trong team của Tín sẽ hỗ trợ cho mọi người rõ hơn về giá cả. Và đặc biệt hơn hết đó là dòng CRV và dòng Civic là hai dòng đang có khuyến mãi, có thể là nói là giảm giá vô cùng hấp dẫn nhất từ trước đến nay. Ngoài luồng khuyến mãi tháng 3 của các dòng xe thì hiện tại mua xe bên Honda ô tô Phước Thành, mọi người còn được ưu đãi là có cơ hội trúng chiếc xe ra trị giá là 624 triệu. Thì chương trình này thực sự là còn khoảng 2 tuần nữa là sẽ kết thúc. Nếu mà anh chị nào muốn muốn thử cái vận may của mình trúng chiếc xe này thì chốt lẹ. Và cụ thể của chương trình này đó là khi khách hàng mua bất cứ một trong 6 dòng xe của Honda Auto tại Honda Auto Phước Thành thì sẽ có cơ hội rút thăm trúng thưởng chiếc xe ra này thông qua một cái phiếu rút thăm trúng thưởng. Thì nếu như anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua xe ngay trong tháng này thì mình chốt lẹ để gặp Tín để mình giữ cái chương trình này. Lỡ mình may mắn thì mình mua một em này nhưng mà mình lại hốt được em này về nữa đó. Và bây giờ là kết thúc video thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến mọi người đã dành bớt chút thời gian ra để theo dõi cái video này. Thì chúc cho mọi người tháng 3 này luôn được mạnh khỏe trong cái mùa dịch này, mùa dịch corona này. Thì về công việc thì sẽ luôn luôn được suôn sẻ và gặp được nhiều thuận lợi. Thì mọi người có thể comment phía dưới phản hồi lại video, ví dụ như là muốn mình review về cái vấn đề nào đó thì mọi người cứ comment phía dưới thì Tín sẽ hỗ trợ nhiệt tình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.